sinh nhật tới tẹo con tăng già. Cái này là gì vậy? Đổ sao bằng. Chào lần mấy ai? Hello cả nhà, chào cả nhà. Bữa nay trở lại kênh của Lê Thanh Duyên TV. Mình Duyên Heo. Chào à, cô bò tí tèo. Phòng của Tăng Già. Này nay sinh nhật lồng út đầu. Lồng út đầu bữa nay sinh nhật rằng 21 mấy vị. Lồng út đầu 21 tuổi nha. Trời ghê chưa? Ghê chưa? Tí tèo đang đập nước đá. Mời đẹp, mời đẹp. Hello, này. Hello. Nay sinh nhật ăn bánh thôi, không có ăn gì nha. Lên TV nè. Hello cả nhà. Trời ơi, lắm lắm lắm. Người lớn không ngồi trong nhà chứ không ngồi ở ngoài đâu mà mắc cỡ. Trời ơi, bữa nay là quý con cỡ. Lẹ lên đi má. Đủ. Chị Ngân đi. Mày khỏi ngồi cũng được, nó tẹo à. Đây, rót ra cầm ly lên. Đỡ vui. Đỡ nghe mấy đứa. Sao thì đốt không văn mình. Không, không có. Không
bơ đổi đổi nóng đi con. Heo đây, mỡ đốt ra. Mọi người ơi, đủ vàng với mọi người. Tẹo, tẹo. Sinh nhật bao 12 tuổi hả? Nhìn tao mà nè. Ủa, em quên rồi. Ủa, bé nó. Thấy bộ ba làm phục vụ chưa? Quá ok. Ok chưa? Ừ. Có hài lòng không? Years later. Nay sinh nhật tới tẹo con tăng già. Anh ngoài đời. Hàng lâu. Lỗ cả nhà. Lỗ mới à. Lỗ em ơi, nó lỗ à. Cá lỗ này lỗ sao bằng cố lên miếng ơi cố cái đĩa này anh này cái gì ai biết em để xe này gì ba hai chín giờ chạy chín giờ hả chị xuống ăn miếng lẩu nè rồi vô máy nè anh này cái gì chị em đi làm bị bảo vệ chạo nhanh hai hai Đúng không? Không phải. Những chữ coi
Đến đâu? Được rồi. Cái này nè. Anh làm gì vậy? Nhảy rồi. Anh chết. Nín thở, bắt đầu. Ngon. Cái mỏ. Ôi được anh. Được rồi chưa? Ta để là con trai người ta đang ngồi nhậu. Anh ơi, giờ qua sữa chạy tiếp bà nội đi luôn hả? Bịt vàng mà. Muốn đi tìm hỏi con. Cái mình nhìn nổi nè. Ông mình nhìn nổi. Kiếm đó. Sinh nhật mình nói kêu mấy em nhậu hết giờ. Có đâu. Thằng ơi, em muốn biết ơn làm gì nó chạy về bá điện muốn chạy thuốc. Vợ nó mua nó cho em thấy không? Giờ đó. Cho chú tiểu ăn. Ờ, bắt kem về cho chú tiểu ăn chưa rồi. Chứ sẹo mà không có đồ ăn là chứ nổi lên. Nó nổi lên thôi nữa. Ồ, hùng. Mới gọi nha. Thấy sáng nào cũng ăn xôi, hiểu. Đào thử. Đâu ra lại gặp ở nhà nha. Đâu ra sống nha. Tăng già già đi làm nuôi vợ nuôi con à. Buổi sáng là Tăng nói chuyện với em. Chủ nhật còn làm mà. Cha nuôi cũng thấy mượn cha nó không bệnh nhỏ. Ngọt đỏ mình nước mình cũng ăn hả, ở đây? Bún mà ba lắp cho rồi. Bún không? Dạ bật dính con mời là con đói. Ủa, cái gì ra? Xài trăm nè. Cái kiếm đó trời. Trăm ăn cho mấy anh? Rẻ bộ, 100 ngàn rẻ bộ. Tại nó quen đó. Không nè, chịu bao tử nè. Này cuốn cuốn hai nha cả nhà. Quá trời mất quay nó mỏ anh ta. Ủa, đang làm hồn lắm. Gì làm hồn lắm. Chị lên chơi. Tự dụ đó giờ nó tự đi. Ủa đi đâu đi lại phòng em cái vợ con em nhà cái đi với người chị tại anh chơi luôn chơi này đang lẩu chơi nè wow chị ba bạn yếu mà lấy máy vào điện thôi điện đi điện đi kêu chạy qua giờ luôn hả? Giờ luôn. Đi với cái chuyện đi chơi. Gỡ cái mua nó ra rồi nấu đổ sôi trụng để đại đi đừng được cái chà rửa gì trên để lại. Con gà luộc còn đỡ không ba gà chưa ăn nó cục nhiêu? Tại người ta ghé người ta ăn người ta tiết kiệm người ta ăn. Đẻo hả? Sống chưa chết đẻo. Công ty có bao ăn cơm đỡ rồi công ty đầy gan cây cây sơ rồi không biết làm sao chứ công ty cây mon được. Nói hàng. Nói rồi đó. Mà cái quán cơm nó bán cho khách ngon. Có vậy là ông làm với nó làm dở ngày dở dở. Nếu có đồ ăn cơm ngon lắm. Em ăn no luôn á. Giờ ăn đồ cho mấy tháng này ăn giờ có miếng miếng. Nó sắc dữ mà cho có lệ thôi. Bữa đó cái cúp điện đó. Cái gì nó hồi không em. Cái đem về cho lùng bọc luôn. Vì vợ xào tớt lại. Ừ, xào tớt ngon. Mặn để mới ngon chứ mà ăn vậy nó chết. Xách cái thịt lại. Ờ. Vợ không? Vợ em ra mặn lại rồi ta tả nè, ớt nè, bông nhiều luôn á. Cay thì cay ngon. Ăn anh. Đây chứ nhiều người ở quê chứ mà